Yo yo, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của chị chứ. Tôi cũng muốn thêm trang bị tối nữa. Mình chắc là mình sẽ bỏ hai bạn ấy trước này. Và mình sẽ giữ hai bạn này à. Bạn Gindu đi vậy. Còn bạn Gindu đi ta. Chắc phải để cân nhắc xem mình bỏ Gindu hay mình bỏ mấy con Noman nhé. Bỏ Gindu à? Mỗi con HT2 check nào. Ôi bạn này hiền đấy. Bạn đang đánh hiền đấy. Anh hiền vãi. Thôi sợ lắm. Và vậy thôi. Mình sẽ hẹn gặp anh em sau cái chữ thua này nữa. Đằng nào mình có chi hồn rồi mình trả lâu. Chào bye bye anh em. A few moments later. Hello anh em. Và đây là mình sau chuỗi thua. Và mình đang có không có gì cả. Chúng đội hình cũng cơ bản thôi. Một gì Ali thì bỏ này đi. Và mình sẽ giữ lại bạn này truy hồi cho Vera. Nhìn chung đánh đánh chế độ 4 đồ thì thường mình hay đánh thú khá nhiều. Thường đánh thú và đánh 6 thú. Và mình vẫn đam mê Silica nên là khả năng là lại làm một trận Silica nữa cho nó cuộc đời vui tươi tươi tắn anh em này. Xem chơi CDK. Ui có thương à? Thương thì nhiều lựa chọn đây. Bây đội đánh rồng được anh em ơi. Rồi thương thì cứ cân nhắc bình tĩnh đấy nhá. Thương lấy con pháo đi. CDK bắn này xuống đáy đi. Tướng buồn cười quá nhỉ. Thôi tạm thời để thế này đã. Pháo thì cho nó luôn đi. Trách thương không có ai có thương thật kìa. Ôi mình có thương à? Còn này ra ngọc đại phát nữa là xong luôn game này. Thử ra một cái ngọc đại xem đi anh. Ba con này bắn không đau lắm nhỉ? Tưởng nó bắn đau như thế này. CK một phát cuối không? Moran nhỉ? Hay chơi pháo thủ thuần gốc nhỉ? Chơi kiểu bốn pháo nhỉ? Thủ. Ê đánh hạt ám cũng được ấy nhưng mà ra sách thánh rồi thì cũng hơi bị bắt buộc mình đánh cái này quá. Quý lên 2 không cần dùng nữa. Rát hạ không cần đâu, này không cần nữa. 1, 2, 3, 4 luôn thôi. Già này. Yon này. Chắc là Yon với già trước nhỉ. Xong rồi em Moren đấy cũng bị không gì. Thương này cho con già thôi. Sách thánh truy hồn cho Vera thôi. Pháo thủ con này nhót đi này. HT giữ lại được, HT sách thánh được nhá. Thú này giữ lại này, pháo thủ này quy lên bỏ tạm nữa này. Thua được anh em ơi, thua nên 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 là thua hơn là thắng nhá. Rát đấm đi, ok. Cần chuỗi thua hơn là chuỗi thắng nhá. Pháo thủ. Bây giờ mình mất pháo rồi đúng không? Thế thì con V con này với con Moren kia chắc là nhót đi. Bên ta có Moren 9.000 đam. Lau 2 không cần thiết lắm. Vera 2 thì khá cần đấy. Già này hai này nhót đi. Chết bà rồi, quên một con rồi, đã có thú đâu. Lau đi, tao nhót đi. Tới để thế này đã. Ôi rồi, để thế này đã. Cho nó hơi buồn cười một chút.
Floor bên này xiên nhiều góc quá. Để chuyển sang góc này đi. Nhông già. Cái cảm thấy này á. Vera vẫn ngày càng tin thôi. Thua được nhá, thua càng tốt nhá. Floor xiên này, chết floor được không? Floor dính truy hồn này. Ui đẹp thế. Ê đừng thắng nhá. Xiên. Thua. Đấm đi. Đấm đi. Đấm. Ê tuyệt vời anh em ơi, trận thua hoàn hảo đấy. Mình giá trận thua đấy là trận thua hoàn hảo đó. Bây giờ mình sẽ lên này. Lên này. Dây sau mình lên nhá. Xong rồi mình sẽ đột phá. Đáng thua trận này một chút, giữ cái chuỗi. Hay bỏ thánh đồ đi luôn, thua dễ nhỉ. Bỏ thánh đồ đi luôn, thua dễ đi. Đánh thì thua mà nhỉ. Phát roll luôn này. Còn Vera này, lấy thêm Vera nữa. Vera nữa đi. Thì chắc đã thua được cái chứ, con Vera này trông vẫn điên lắm. Già ông ti đẹp nào. Nốt voi. Nôn voi. Nôn voi thôi. Ôi, ê, 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 ê. Chết rồi, quá tay rồi anh em ơi. Hơi khó để thua quá. Si vào này. Đây con Yon này nhót thôi. Yon nhót thôi. Si vào Vera bay. Thì vào Vera bay con này đến đây, này đến đây, này đến đây đi. Thì con Vera này cầm này đi truy hồn cho Teo. Teo bắn chéo vào góc kia. AT nhót được. Thế trận này mình lên lên 9 sớm được không nhỉ? Có ngọc đại, ui dồi ôi sao đủ lại, nó lại dã man thế nhở. Ê đánh Celica được ấy, mình thích đánh Celica vãi. Celica một cái ngọc đại, một cái truy hồn, một cái thánh kiếm hay là một cái gì đó nữa. Teo không thích đâu, mình không thích đánh Teo đâu, mình đánh Teo mãi rồi ấy. Đánh Teo kiểu 15 năm đánh Teo rồi ấy. Teo hoài rồi anh em ơi, đánh chán lắm rồi, không muốn đánh nữa. Mà trận này tướng mình khỏe nhá, tướng mình kiểu khỏe điên luôn ấy. Trận này méo ác thương à. Cho con quái thì bay đi, mình không thích con này lắm, cho Phoenix bay đi. Thích con Vera này bay lắm. Trận này tươi đấy, trận này trận đấu tươi tươi tắm đấy. Hoặc hát đấy. Phoenix xuống đáy cũng tươi hết nhỉ. Phát 9 nhá anh em nhá. Nghĩ là lên 9 luôn được, không có vấn đề gì đâu. Trông hơi mỏng nhưng mà... Ôi giời ôi. Gaia nhỉ. Chứ cái này ra nó lại ra đồ lò lò ấy, buồn cười lắm. Truy hồn cũng được nhưng mà mình có một cái truy hồn rồi. Mình hơi thiếu đồ thủ, lấy thêm Gaia đi. Tại sao không hả các bạn? Ôm tại sao không, tại sao không? Thiệt tình là mình cũng không muốn nó thế này đâu. Trời ơi, trời ơi. Chết dở, chết dở. Lên 9, 9, 9, lên 9 thôi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Lên 9, 9 mà lên. Trận này chả ai có thương nữa. Con Felix này kéo cần con rồng. À không, không, không phải góc đấy. Nhớ lúc tướng với cả đồ nó bị đẹp ý. Trời ơi. Ê nhưng mà trận này CDK được nhá. Thế nhất là 1, 2, 2, 3. Đúng 3 đồ này. Thêm cái thanh kiếm nữa. 3 đồ này kẹp thanh kiếm hoặc là Hecate hay gì đó nữa. Nó nổ gọi là điên khùng luôn. Lốc này. Khả năng nếu mà lên được con Teo 2. Ê con rồng 2 cũng được.
Ê, biết thế giữ con rồng đấy cho nó thổi một phát. Không sao lỡ rồi. Quên đấy, quên đấy. Quét nộ được này, quên này. VC lên trên, quét nộ trên đi. Quét nộ trên này anh nộ sang góc chéo này à? Không muốn để mình muốn nộ thẳng cơ. Nộ thẳng cái góc này cơ. Góc này đi. Rất nhiều sáng kiến anh em ơi, rất nhiều sáng kiến này bỏ tạo trong đỡ ngứa mắt. Còn này vẽ lên luôn đi. Lên sót tướng. Red nộ đẹp này. Chết giờ anh em ơi. Chết giờ. Em ngon. Hai teo cũng được, hoặc là mình sẽ đánh hai Vera. Mình nghĩ hai Vera ngon hơn bởi vì hai Vera. Đây. Đây. Góc này hơi xấu, góc này lên đây đi. Cái kiểu hotel này nó khỏe là do bởi vì nó có sách thánh thôi. Chứ thực ra đánh thường OT thì con Vera nó sẽ tín hơn anh em. Ngắt ngắt chuỗi thắng của bạn thì sao? Bạn nào có chuỗi thắng dài vô hạn là mình ngắt xử rồi. Trời ơi, nhức nhức cái đầu thật. Ê kiểu không hề cố tình một chút nào luôn ấy. Cái này cầm máu đến sang năm luôn. Thật. Riêng với quả tướng quả đồ cái này rồi cầm máu sang năm luôn ấy. Không hiểu không đều đỡ được gì bây giờ. Nhưng mà vẫn muốn chơi CDK nhá. Kệ teo thôi, teo này là mình chơi làm cho vui thôi chứ cũng không chơi teo. Chơi teo mãi. Ê, làm sao ấy, kiểu mọi thứ nó cứ bị hoàn hảo kiểu thế ấy. Sao ấy nhỉ? Sao ấy? Nói ra cái thẻ thú nữa thì đúng là đấm vào mồm mình thôi nhá. Một cái thẻ thú, một cái thẻ ma tộc gì đó nữa thì mình cần một con ấy đúng không? Con Sephira. Ê, kéo lên con Fennec 2, lên Fennec 2 để chơi. Chị Fennec 2. Khỏe quá nhỉ. Trông kiểu không cản được. Một thương bạn đấy nhá. Để ý bạn đấy nhá. Để ý bạn đấy liền luôn nhá. Để ý bạn thương đáy liền luôn nhá. Quá là phát nè. Còn ra thẻ pháo thủ thì sao nhỉ? Ra thẻ pháo thủ lại còn thêm cái thanh kiếm nữa thì đúng rồi. Xử lý luôn. U thủy nhỉ? U thủy được. Bởi vì mình đang thiếu một phù thủy. Thêm 30% sát thương cho cả toàn đội à? Hay lấy đồ thủ nhỉ? Đồ thủ lại ra, nhỡ lại ra cái đồ thủ đỏ lỏ thì sao? Rồi nó ra đồ thủ trơn trôn thì sao nhỉ? Thích một cái phù thủy cũng ok đấy. Bởi vì late game mình không có quy sĩ đâu. Nhưng mà mình đã chơi CDK hai thương thì không cần lắm. Chơi CDK không cần hai thương lắm. Kích thêm một phù thủy đi. Tại đoạn Phoenix này. Hay chơi 6 phù thủy nhỉ? 6 phù thủy, 9 phù thủy đi. Chín phù thủy à? Nghe yếu nhỉ?
chiến phù thủy nó yếu yếu này. Chiến phù thủy. Thôi, không chơi, không chơi. Bật lên. Lốc về đi. Sức mạnh tăng tiến vòi vùn vụt này. Trách thương nhá. Trách thương phát. Thương bắt đáy bên kia thôi, cái gì. Thương bắt đáy bên kia thôi. Một con A-Cod này, hai con A-Cod này, hãy bắn đáy đi. Bắn đáy này. Hai con A-Cod. Ba con A-Cod. Bắn đáy đi. À, này có tròi. Ê, mày đi kia choáng quả điên ấy. Lốc rồng. Ái à, đau thế. Cả chuỗi của mình em. Để Sephira nhé, quên Sephira nữa. Bây giờ bỏ con Vera đi này, cho thêm này vào cầm nó mới bán con Phoenix đi. Vera nó Vera 3 à. Ok, đây là Sephira rồi. À, thêm này. Thêm Sephira này. 1, 2, 3 này, dây con này này. Ma nhìn đội hình kiểu nó hoàn hảo quá anh em ơi. Điên cuồng thật. Và đội hình hoàn hảo. Đội bóng này ạ. Một con rồng, một con nắc bay đi này. Thôi xong rồi. Hai con chủ lực thì nó hạ bay hai con thì anh em đánh còn gì nữa nhỉ. Hồi xong con này rồi. Phát rôn này. Không gì. It's very clear. Bây giờ đang chờ món Celica không? Celica. Món cát, các thứ. Rồi, 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 rồi. Teo là không cần nữa đâu nhá. Hơi nhiều teo nhá, không cần nhá. Bye bye một bạn teo đi. Tạm thời thế này. Rồi, thế này ạ. Đang chờ bạn CDK anh em. Sáu mươi máu trông thế rồi nhưng mà nó cũng bay màu 60 máu nhanh phết đấy anh em, nên là phải chơi cẩn thận một chút đó. Không được chơi kiểu quá là ngáo ngáo. Ý là vẫn được phép ngáo nhưng mà không được ngáo quá rồi. Sáu thú. Má lốc lại không có đồ nhưng mà má lốc sẽ không có đồ. Không chấp nhận. Truy hồn này. Chết bà. Thế rồi, thế thì phải kiếm một con gì à? Chết rồi thế nào nhỉ? Thì thêm này xuống đáy này. Thêm xuống đáy đi. Điểm cho này. Truy hồn cho Vera đi. Ron phát này. Tạm thời cho này nhá, mình đang không biết ném cho ai em. Và sau mình sẽ xử lý bên thêm này sao, xử lý bên kia sao nhé. Chơi kiểu quái ông thắng em. Chơi kiểu quái ông thắng được mà. 18.000. Uầy, phái trưởng thế thôi mà đam nó vẫn to nhất bản đồ kìa. Ngáo đá thật sự. Hay bổ cho nó nữa. Thương là không cần nhá, thương này sẽ cho con cửa vẹt đi. Đồ thủ với truy hồn à. Thích đồ thủ hơn nhỉ. Giáp bộ mệnh không có rồi. Thống khổ đi.
hơi cần con Von Cát mà chưa thấy đâu. Con tanh chính của mình thì nó lại chưa xuất hiện anh em ơi. Tắt thời. Điên phết nhở, ai à. Celica ấy, quả teo này gánh nhở. Gánh kiểu không không có chỗ chê luôn ấy. Không có chỗ chê luôn ấy nhở. Rất nhiều Malok nhưng mà không có một con Volcat nào để mình cho Malok này vào nhỉ. Ê kiểu mình chỉ cần một con thôi nhưng mà biết không ra ấy. Ồ nhau men. Bãi trưởng em ơi, sao sắp ra Malok 3 rồi vẫn chưa thấy con ấy nào nhở. Thấy một bạn Volcat nào nhở. Đấy, Yon à. Không cần bế John đâu, mình sẽ sửa này bằng John sấy á. John này, John này. Má thánh đồ người mình rồi anh em ơi. John này. Cái thế vẫn thánh đồ được vào người mình em ơi. Bạn này may đó. Ê mà mình ê mình cần con podcast phết anh em ơi. Hơi dở nha. Không hiểu nhỉ. Teo mà bắt đầu mỏng anh em ơi, con teo này chả có đồ cháo đồ thủ gì. Dở nhở, con Volcat đâu rồi, ô con mãi không ra luôn ấy. Bây giờ hay bỏ sướng teo đi nhỉ, xong rồi cho liều vào luôn nhỉ. Cho liều Volcat rồi cho tạm hai Malok vào luôn nhỉ. Tại bây giờ mình khá là cần tiền ấy. Khá là cần tiền để roll ấy. Liều thua thì thôi nhá. Nhắm mắt liều. Ê trận này tầm sao nhở? Sao có thể đen đủi được vậy? Mình gặp bạn có thương rồi nhá, bây giờ tiếp theo mình sẽ gặp một các bạn kia thôi. Những bạn còn lại thôi. Mình sẽ gặp bạn Yon, mình sẽ xử bạn Yon vậy. Kỳ phết ta. Yon này. Ôi vãi hạn anh em ơi. Chết hết tiền, hết tiền. Ê chết rồi, ảo ma quá à. Phát này không thay tướng được này. Khó hiểu ghê đấy. Thôi rồi, bình tĩnh này. Này ăn tiền.
Ơ mình vừa gặp bạn có thương rồi mà, sao này bạn này có thương mới à? CDK này, bắn được này. Bây bạn này đi. Ê mà mình cần một con cát để mình đập lên hai luôn á. Con cát. Bây giờ tạo con Vera này vào nữa này. Con Vera một con. Khó hiểu nhỉ. Thêm một cái gì đó đi. Mana choi đi, cho lock đi sĩ. Vương bắt đáy này, mà lốc đứng tanh này. Chết rồi, thắng cả hai à? Chưa thua, à chưa, bạn chưa thua được. Cái gì chẳng có con khác nào, trận này đội hình mình bị kỳ vãi. Ai chờ rô từ đầu rồi cũng có con cát nào để mình không đập lên hai sao được không là kỳ. Bạn này thì không chạy mình là mình vẫn vả này tiếp nhá. Tình hình là mình vẫn muốn vả này tiếp thôi. Ê mà mình cần thêm con cát vãi. Ôi, từ đầu đến cuối không ra một con nào luôn mà. Ê, một phát teo bắn ngang rồi. Chết với anh. Liềm. Ôi, bắn ngang đúng không ấy? Một đường thẳng, hai phát ui của đấy bắn ngang được ngon rồi. Wow, định chơi của bắn ngang mà bắn mỗi phát anh em ơi, quả đấy theo thêm liềm khi ăn được chả ăn được chả biết đấy. Nhưng mà trận này không ra con cát thật anh em ơi. Thật sự luôn, từ đầu đến cuối không ra một con cát nào, mặc dù đồ đẹp nhỉ, đồ đẹp vãi. Đúng đẹp vậy. Hơi tiếc chưa trọn vẹn lắm nhưng mà cũng ghê anh em ơi. Vậy thôi em ơi, mình đến kết thúc rồi. Em thích cái clip trên thì hãy cứ like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye.